Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, một số đối tượng sử dụng trên mạng xã hội sử dụng trái phép logo, hình ảnh của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để quảng cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định không có bất kỳ liên quan nào đến những hoạt động do các đối tượng tạo lập ra fanpage nói trên để đăng tải hoặc là thực hiện. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đưa ra cảnh báo về việc lợi dụng uy tín, hình ảnh của tổ chức này để thực hiện hành vi mua bán lừa đảo trên mạng xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết gần đây một số đơn vị sản xuất, kinh doanh sử dụng trái phép logo, hình ảnh trong bộ nhận diện của hội này trên sản phẩm vải áo dài, áo phông để thực hiện hành vi mua bán áo đồng phục Hội Liên hiệp trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Đồng thời, các đối tượng đã làm giả các tài liệu gắn logo của VTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đưa ra các phần thưởng lớn đánh vào lòng tham, tính hám lợi, tò mò của người dùng mạng xã hội. Với thủ đoạn đó, nhiều phụ nữ đã bị lừa khi đăng ký gửi thông tin cá nhân để một đối tượng mạo danh là người của ban tổ chức lập hồ sơ. Sau khi có hồ sơ, một số đối tượng khác liên hệ với các chị em, kết bạn Zalo, lập nhóm chat và yêu cầu thực hiện thử thách. Nhiều nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng qua trò thử thách. Thưa quý vị, những ngày qua nền nhiệt các tỉnh phía Nam luôn chạm 36-37 độ C, thậm chí còn cao hơn. Nắng nóng kéo dài gay gắt tại khu vực phía Nam những ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân. Vâng, con người chịu tác động của nắng nóng và cây trồng cũng vậy. Không chỉ mực nước các hồ chứa thủy lợi xuống thấp, mà nhiều giếng đào, giếng khoan cũng cạn kiệt. Thiếu nước tưới khiến cây trồng bị suy kiệt, mất năng suất và thậm chí là chết héo. Khoảng 500 hectare cây trồng các loại trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang bị thiếu nước tưới do nguồn nước ngầm hạn hẹp. Trong khi đó, địa hình xã cao nên chưa thể kết nối dẫn nguồn nước từ hệ thống thủy lợi về phục vụ tưới tiêu. Mía này thì nó cũng phải cần nước, lái nó mùa 2 ngày, 3 ngày nó mới chặt được xe. Mà mình có nước mình kiềm lại thì từ mình bán hết thì được. Còn hả, nó không có nước thì nó bị tiêm ruột hết. Rồi khi có nước về cái mình tưới vô cái là nó hư hết. Ngay cả những cây trồng chịu hạn tốt như cây điều cũng bị ảnh hưởng nặng nề do khô hạn, nắng nóng kéo dài. Thiếu nước tưới nên 1,8 hectare điều năm nay, bà Hoàng Thị Duyên chỉ thu được hơn 1 tấn hạt, giảm phần nửa so với mọi năm. Không chỉ năng suất giảm mà chất lượng hạt điều cũng kém. Bông điều ra rất đẹp nhưng mà về sau thì do nắng và gió quá nó héo, nó không có đậu được. Đấy, và giá cả thì cũng không có cao mấy, cho nên là nói chung là bây giờ phân cho các thứ thì nó cũng cao, làm ra thì cũng không có được ăn bao nhiêu. Tại huyện Châu Đức, thủ phủ trồng cây ăn trái của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, năng suất nhiều loại cây ăn quả đang bị giảm đáng kể vì nắng nóng, thiếu nước, nhất là sầu riêng, nhiều vườn bị rụng trái non hơn 30%. Cái sốc dịch năm nay thì nó mới rụng vậy, còn những năm nước trước thì mình làm thì chưa đủ kỹ thuật, thì tại vì nó đi đọt hay là ấy thì nó rụng là hay là sinh lý thì không nói, nhưng mà năm nay là vì sốc dịch quá. Trước tình trạng khô hạn kéo dài, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tìm giải pháp tích trữ nước, áp dụng tưới tiết kiệm. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân sử dụng phân bón hữu cơ, giúp cây trồng sinh trưởng tốt hơn vào mùa khô hạn, phát triển các mô hình tái sử dụng phế, phụ phẩm trồng trọt, chất thải chăn nuôi để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bảo vệ môi trường. Sau phiên đấu thầu đầu tiên ngày 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước có thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng trong sáng 25 tháng 4. Theo đó, tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 1.400 lượng, khối lượng tối đa là 2.000 lượng. Trước đó, ngày 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công 34 lô tương đương với 3.400 lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là 2 thành viên. Giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng một lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng một lượng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc đấu thầu vàng miếng lần này là nhằm can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao, đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo các chuyên gia kinh tế, phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra sáng 23 tháng 4 cho thấy các đơn vị tham gia đấu thầu đã thận trọng. Cụ thể, có 11 đơn vị tham gia, nhưng chỉ có 2 doanh nghiệp trúng thầu,
với tổng khối lượng 3.400 lượng vàng. Ngày nay, điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân đối với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Họ sử dụng điện thoại để nghe, gọi, chụp ảnh, nhắn tin, lên mạng, Facebook mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả khi đang lái xe. Tuy nhiên thì hành động nhỏ của những người tham gia giao thông này lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn cho bản thân và những người xung quanh. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên. Mải mê lướt điện thoại không nhìn đường. Vừa nghe điện thoại, vừa sử dụng một tay để điều khiển phương tiện. Một số bạn trẻ còn coi thường an toàn của bản thân và những người xung quanh, bất chấp nguy hiểm. Và đây là câu trả lời khi được hỏi về vấn đề này. Nếu mà đi đường ấy, gặp những người mà hay sử dụng điện thoại, tức là cảm nhận thế nào về vấn đề đấy? Em thấy bình thường. Thấy bình thường hả? Vâng. Nhiều người dân tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Việc này khiến nhiều người lo sợ. Đã có người vì mải mê nghe điện thoại mà qua đường thiếu quan sát, chuyển hướng không báo hiệu, đèn đỏ quên dừng lại, gây bất bình cho những phương tiện cùng lưu thông, thậm chí xảy ra tai nạn. Dù nghe hay gọi, nhắn hay trả lời tin nhắn, thì họ vẫn không dừng xe lại để đảm bảo an toàn cho mình và người khác. Đường thì cũng có thấy, bởi vì các bạn nhiều khi không để ý được ấy. Thế nên là cũng có va quẹt nhẹ thôi chứ cũng chưa thấy có gì nghiêm trọng. Tôi cũng có gặp rồi đấy. Người ta dùng điện thoại thì nó không tập trung cho nên là dễ kiểu va chạm lắm. Cũng lên mọi người lên đừng có dùng cái kiểu đấy. Vừa đi vừa tham gia giao thông cứ cầm như thế thì đúng là rất là không thể chấp nhận được. Theo luật, người lái xe máy vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại, tai nghe thì có thể bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức phạt này với người điều khiển ô tô là 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế không nhiều người bị phạt vì hành vi này. Tiên là không đảm bảo coi như là giao thông mà cái thứ nhất, cái thứ hai là người ta đúng ra thì nói bảo không có ý thức một tím. Tại vì có người nào đâm vào mình, đâm vào cãi nhau mà nó chả giải quyết được vấn đề gì cơ. Mà rồi lại khổ mình thôi, tất nhiên là khổ mình. Đấy còn tôi thấy là nó chưa có ý thức thôi. Tại vì nhiều người người ta chưa có ý thức. Không phải chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều khác trên thế giới thì cũng có những hiện tượng như vậy. Và tất nhiên là nó là cái nguyên nhân trực tiếp để gây ra, dẫn đến các cái tai nạn giao thông. Đặc biệt là trong thành phố lớn với mật độ giao thông lớn như ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Tôi nghĩ rằng là hiện giờ thì chúng ta đã áp dụng cái biện pháp mà phạt hành chính. Tức là anh một trong hình thức mà vi phạm cái luật giao thông thì anh sẽ bị phạt. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng một mặt khác chúng ta cũng đẩy mạnh cái việc tuyên truyền giáo dục trong các trường học, rồi từ khi các cái bạn còn học ở trong trường phổ thông, rồi các trường đại học, tuyên truyền giáo dục và tuyên truyền cho người dân, thì tôi nghĩ là chúng ta nên áp dụng cả, đẩy mạnh cả biện pháp giáo dục và tuyên truyền nữa. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào đáng giá bằng mạng sống của bản thân và những người xung quanh mình. Vì thế, những người tham gia giao thông hãy dần tập thói quen nói không với sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa thông báo sẽ kéo dài hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Theo đó, các tuyến phố đi bộ hoạt động 6 ngày liên tiếp. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận bắt đầu từ 19 giờ ngày 26 tháng 4 đến 24 giờ ngày 1 tháng 5. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ sẽ từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày từ thứ 6 đến thứ 2, tức từ 26 tháng 4 đến hết ngày mùng 1 tháng 5. Do thời gian nghỉ lễ kéo dài và phải làm bù vào ngày mùng 4 tháng 5, tức thứ 7 của tuần kế tiếp, nên lịch hoạt động của các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng có sự điều chỉnh tuần sau. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ từ 19 giờ ngày 4 tháng 5, tức thứ 7, đến hết 24 giờ ngày mùng 5 tháng 5, tức chủ nhật. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ
thực hiện từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5.